Vừa qua tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN và Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông POC đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm ảnh 10 năm sáng ngời Biển Đông. Sau 10 năm thành lập và 5 năm kể từ ngày khai thác dòng khí thương mại đầu tiên, đến nay Biển Đông POC đã khai thác tuyệt đối an toàn hơn 10 tỷ mét khối khí và hơn 17 triệu thùng dầu thô, với công suất khai thác trung bình đạt 2 tỷ mét khối khí và hơn 3 triệu thùng dầu thô một năm, tương đương với 20% sản lượng khí khai thác được của Việt Nam và hiện đang đứng thứ hai tại Việt Nam về sản lượng khai thác khí và dầu thô. Với hệ số làm việc của các giàn khai thác đạt 99,8%, tổng doanh thu hiện nay của công ty đã đạt 2,7 tỷ đô la Mỹ. Năng suất lao động bình quân trong năm 2018 đạt 60 tỷ đồng một người một năm. Những bức ảnh tại triển lãm 10 năm người sáng Biển Đông đã ghi lại một cách tiêu biểu chân thực sinh động nhất những hoạt động sản xuất hay các dấu mốc quan trọng của Biển Đông POC trong suốt 10 năm hình thành và phát triển. Ngoài ra, các bức ảnh cũng đã thể hiện phần nào niềm vinh dự, tự hào, bản lĩnh trí tuệ và tinh thần khát vọng của những người đi tìm lửa. Với những nền tảng vững chắc về con người, thiết bị tiên tiến và vị trí tiền tiêu trên biển, Biển Đông POC tự tin tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.